Đúng một đêm nữa là họ ném bốn đến năm quả. Nói chung là thỉnh thoảng chủ cá nổi lên tịt trối giạt vô đó là văng xung kích nhìn. Tình trạng sử dụng các loại dụng cụ như là lưới giã cào, xung điện, thuốc nổ để tận diệt thủy sản đã là một thực trạng phổ biến diễn ra ở nhiều địa phương ven biển. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì tình trạng này có dấu hiệu bùng phát tại vùng biển Hà Tĩnh, gây bức xúc cho người dân địa phương cũng như là thiệt hại to lớn về nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái ở vùng nước ven bờ. Lênh đênh trên biển cùng với ngư dân Hà Tĩnh, phóng viên Chuyển động 24 giờ đã ghi lại được nhiều hình ảnh chân thực về hành vi đánh bắt tận diệt của các tàu cá tại vùng biển này. Cách bờ chỉ khoảng 1 cây số, vùng biển huyện Thạch Hà lúc nào cũng chật kín các loại tàu giã cào hoạt động. Công suất máy từ 90 cv trở lên, những con tàu này được nhà nước hỗ trợ nhiều chính sách để vươn khơi bám biển, đánh bắt xa bờ. Thế nhưng bất chấp lệnh cấm đánh bắt vùng biển gần bờ và vùng lộng của Tổng cục Thủy sản, những mẻ lưới vẫn được các chủ tàu răng ra cách bờ một quãng ngắn. Biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật, nên những con tàu này cũng có nhiều thủ đoạn để che giấu tung tích. Như quý vị có thể thấy thì những chiếc tàu này hoàn toàn không có biển số theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước, cũng đồng nghĩa với việc là chẳng ai có thể biết là tàu này của tỉnh nào để có thể kiểm tra xử lý trước cái tình trạng vi phạm khi mà những cái tàu lớn như thế này lại đánh cá ở ngay cái vùng biển sát bờ, cách bờ chỉ khoảng 1-2 hải lý thôi. Trên mặt nước, tàu tăng hết ga, dây thừng căng hết cỡ. Dưới biển, hàng trăm mét lưới cào sát tận đáy, không bỏ sót bất cứ một loại sinh vật biển nào, dù lớn hay nhỏ. Không chỉ dùng lưới mắt nhỏ đánh bắt gần bờ, dễ dàng quan sát thấy mỗi chiếc tàu giã cào ngoài 2 dây chính kéo lưới còn có một sợi dây nhỏ dòng xuống biển. Đây là dây dẫn xung điện nối với lưới. Cá trong bán kính vài chục mét quanh tàu sẽ bị tê liệt, dễ dàng đánh bắt. Bất lực nhìn tàu giã cào hoành hành, nhiều năm nay những người đánh cá ven bờ như ông Đệ đi biển cả ngày cũng chẳng đủ nuôi sống gia đình. Ven bờ lồng này thì chắc chắn là nó đánh điện thì cả con cá, cái môi trường của con cá nó vào nó đồng điện thì nó cũng rải hoặc là nó khai thác bừa bãi quá. Dù đồn biên phòng Cửa Sót thường xuyên kiểm tra các tàu ra vào cảng, thậm chí xem xét kỹ từng mét lưới xem có nối dây điện hay không, thế nhưng bằng nhiều thủ đoạn cất giấu tinh vi, những chiếc máy kích điện 3 pha như thế này vẫn được các chủ tàu lén lút đưa ra biển. Khi được nối với động cơ máy nổ, mỗi chiếc máy kích điện phát ra dòng điện 3 pha 380V qua hàng trăm mét dây dẫn chạy vòng quanh lưới. Tàu kéo đến đâu, cá lớn tê liệt đến đó, còn cá nhỏ thì chết ngay lập tức. Để đánh bắt thủy sản bằng các cái dụng cụ kích điện thì các đối tượng là thường là sử dụng các cái thuyền nhỏ, rồi đi tránh bị tinh nghi thì đưa ra ngoài trước, sau đó là đi thuyền không ra, rồi sau đó ra ngoài thì lắp đặt vào, rồi khi mà đánh bắt xong thì lại sẽ một thuyền ở lại và bỏ các dụng cụ kích điện tập trung vào một thuyền, còn lại cả cái thuyền kia vào để bán cá. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức 4 cuộc tuần tra, phát hiện 9 trường hợp vi phạm, tịch thu 17 bộ kích điện, 3 tàu giã cào vi phạm tuyến khai thác vùng biển ven bờ. Tuy nhiên, với đường bờ biển dài 137 km, trong khi lực lượng chức năng quá mỏng, thiếu phương tiện tuần tra, nên các tàu giã cào của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi vẫn ngang nhiên lộng hành, tàn phá hệ sinh thái ven bờ ở vùng biển này. Theo Nghị định 103 của Chính phủ thì tất cả các hành vi của tàu giã cào trong phóng sự mà quý vị vừa theo dõi đều bị xử phạt. Ví dụ như là phạt tiền từ 9 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tàu cá dùng điện để đánh bắt hải sản, phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi không đánh dấu nhận biết tàu cá theo quy định của pháp luật, phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với tàu cá vào khai thác thủy sản tại vùng lộng và vùng biển ven bờ. Hình phạt này còn được tăng cao gấp 3 lần đối với tàu giã cào. Tuy nhiên, vì lợi nhuận quá lớn cũng như là cơ quan chức năng chưa kiểm soát chặt chẽ nên các tàu đánh bắt cá tận diệt vẫn ngang nhiên lộng hành, thậm chí họ còn sử dụng cả thuốc nổ để đánh bắt hải sản. Ngành ngư dân Hà Tĩnh ghi lại trước tình trạng nhiều tàu đánh cá đánh bắt hải sản bằng thuốc nổ. Không cần ra khơi xa, chỉ cần chọn đúng thời điểm với một chiếc ống nhòm trên tay là ở ven bờ cũng dễ dàng quan sát được những cột nước bốc lên trắng xóa. Từ nhiều tháng nay, ngư dân xã Thạch Hải đã phải thay nhau canh gác như thế này để báo cho tàu thuyền của xã mình khỏi bị ảnh hưởng. Xem để có cho cá mới xuống á,
thì mình phải ra về phía ngoài hoặc là vào trong. Thì một đêm đấy là họ ném 4-5 quả thôi. Nhiều người là họ ra đốt phá đèn, đèn lên sáng. Như vậy là cá đấy, họ thấy cá theo nhiều rồi họ ném bộc phá chuột. Nằm gần cửa biển, xã Thạch Kim là địa chỉ mà những tàu cá đánh thuốc nổ hay ghé qua mỗi khi hết hàng. Nhìn qua thì chẳng khác gì những viên đá, thế nhưng đây lại là những khối thuốc nổ cực mạnh, chuyên được dân đi biển sử dụng để đánh bắt hải sản. Ít ai ngờ rằng, đầu nậu chuyên buôn bán mặt hàng chết người này lại là một bà cụ năm nay đã 60 tuổi. Khám xét khẩn cấp, cơ quan công an phát hiện phía dưới gầm giường nhà bà Hường cất giấu tới 55 kg thuốc nổ, 179 kíp nổ cùng 15 mét dây cháy chậm. Số hàng này được chồng bà Hường đưa về từ nhiều năm trước để bán lẻ cho các tàu cá. Khi ông đưa về con, chú ông đi chuẩn bị gầm giường cho con hỏi, thì ông ấy lại chụp nổ. Dạ, thì con đang đi đó, có ai hỏi với đi bạn. Từng có một tiền án về tội buôn bán trái phép vật liệu nổ, Nguyễn Đức Hạnh vẫn ngang nhiên dùng xe ba gác chở tới 215 kg thuốc nổ cùng hơn 1.000 kíp nổ đi từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh để bán kiếm lời. Di chuyển tới khu vực cảng Vũng Áng thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Bán cho những người đi biển đánh cá 570 một cân, nhầm một hộp kíp là 1.7 triệu. Cái nguồn gốc này là có hai nguồn gốc. Một loại là họ dùng bằng vật liệu công nghiệp, thì theo loại rằng là rằng thỏi. Loại thứ hai là loại thuộc bom mìn, rồi cho chiến tranh nhận lại thì là họ mua về. Lợi nhuận cao như vậy nên những đối tượng này không ngại đối diện với thần chết để tiếp tay cho hành vi khai thác thủy hải sản trái phép. Chỉ riêng trong tháng 7 và tháng 8, cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Hà Tĩnh đã thu giữ gần 300 kg thuốc nổ cùng các loại vật liệu nổ. Con số này cho thấy mức độ sử dụng chất nổ để đánh bắt hải sản đã lên đến mức báo động. Không chỉ gây ảnh hưởng đến môi trường, nguồn lợi thủy sản, mà ngay chính các đối tượng sử dụng vật liệu nổ cũng bị thương vong khi lựa chọn phương pháp này để đánh bắt hải sản. Vào đầu năm 2018, thì ông Nguyễn Văn Cương, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, cùng một nhóm người theo thuyền tre ra biển Cẩm Nhượng đánh bắt cá. Trong lúc ông Cương châm mìn để đánh cá, không may bị mìn nổ vướng vào người dẫn đến tử vong. Trước đó, thì một ngư dân ở xã Thạch Hà cũng bị cụt mất tay phải và chấn thương khắp người vì gặp sự cố trong quá trình sử dụng mìn bắt cá. Dù gây ra nhiều tai nạn thương tâm, nhưng tình trạng này vẫn có dấu hiệu gia tăng, khiến cho cuộc sống của ngư dân ven bờ của tỉnh Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn. Bãi biển xã Thạch Hải sau một đêm bị quần nát bởi giã cào, xung điện và thuốc nổ. Cá lớn chết nổ, cá bé chết chìm. Có những ngày chui giạt vào bãi biển này lên tới cả tạ. Đã thành thói quen, cứ sáng sớm, bà Khai lại đi dọc bờ biển nhặt những con cá còn tươi về ăn. Cá đu có, cá rọc có, cá chức té có, mực có. Thế là người dí điện, gió nó lùa vào. Thế là bà cứ không có nghề, con cái đi làm ăn đi xuất khẩu lao động. Nữa ông mù, nữa con bà cứ đi nhặt thế này để về ăn chứ không có tiền mua. Đang mùa đi biển, nhưng hầu hết những con tàu cá vùng lộng của xã Thạch Hải đều nằm bờ. Không phải chỉ vì ngư trường ven bờ đã bị tàu giã cào càn quét sạch sẽ, mà còn bởi nỗi sợ bị những con tàu lớn kéo mất ngư cụ. Mỗi bộ lưới như thế này có giá không dưới 10 triệu đồng. Thế nhưng từ đầu năm đến nay, anh Sự đã bị tàu giã cào kéo mất 3 bộ, chắp vá mãi mới được một bộ lưới rách. Thế nhưng anh cũng chưa dám ra khơi. Đấy là cái bị cái số giã kéo, nhất là tàu cứu đuối á, cái kéo rồi đít đi, rồi là rồi chúng tôi lấy được kia tạm thời nối lại thì để đi. Ban đêm là đèn phá này, đèn phá rồi chụp ngoắt này, khoát vào khoát ra này, và là để cho họ né tránh mà. Có chiếc coi thổi tu va thổi to mà coi như họ không tránh nhau. Từ ngàn đời nay, những người dân biển miền Trung vốn chỉ sợ sóng gió, nay nỗi sợ giã cào còn lớn hơn thế gấp nhiều lần, bởi gió bão có thể dự báo trước, còn những hung thần giã cào thì thường xuất hiện bất thình lình, cuốn theo tài sản, thậm chí cả sinh mạng của những người làm nghề trái lưới ven bờ. Có những hộ gia đình mới sắm được vân nghề, ngày hôm nay là khoảng 3-40 triệu bạc, thì ngày mai là tàu giã cào nó kéo mất. Nợ nần ngân hàng ngày càng chồng chất, ngư dân đi xuất kiến nghị rất nhiều. Hơn nữa là cái môi trường ở tại sát bờ là cạn kiệt. Từ một địa phương có nghề đi biển thuộc diện lớn nhất của tỉnh Hà Tĩnh, với đội tàu cá ven bờ lên đến 280 chiếc, đến nay xã Thạch Hải chỉ còn hơn 100 chiếc tàu còn hoạt động. Cả xã có hơn 5.000 dân, thì
thì 1/5 trong số đó là thanh niên trai tráng đều đã đi xuất khẩu lao động vì không thể kiếm ăn ở vùng biển quê nhà. Chỉ còn những người già cố bấu víu lấy vùng biển này để kiếm một vài cân cá sống qua ngày. Trên những con thuyền mong manh, những ngư dân Thạch Hà vẫn luôn tâm niệm rằng thôi thì mèo nhỏ bắt chuột nhỏ. Nhưng với nạn giã cào tận diệt như hiện nay thì khó mà còn sinh vật nào tồn tại được ở vùng biển này. Những bãi biển bao đời nay vẫn hiền hòa bình yên, nhưng sâu trong lòng nó không chỉ có những con sóng đại dương mà còn là sóng điện ba pha, sóng xung kích từ sức ép của những khối thuốc nổ. Ngư trường bạt ngàn tôm cá trước đây giờ đã dần cạn kiệt. Nếu không sớm có những giải pháp quyết liệt thì không những ngư dân ven bờ mất đi kế sinh nhai mà hệ sinh thái biển cũng khó có thể được bảo tồn.